Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam trở lại với 5 hạng mục trao giải. Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Vietnam Digital Award là giải thưởng thường niên của Hội Truyền thông số Việt Nam, vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công cuộc chuyển đổi số. Vietnam Digital Award 2022 sẽ có 5 hạng mục. Hạng mục 1, sản phẩm dịch vụ giải pháp công nghệ số tiêu biểu. Hạng mục 2, doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Hạng mục 3, cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Hạng mục 4, sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. Hạng mục 5, sản phẩm dịch vụ giải pháp nước ngoài. Thời gian nhận hồ sơ tham dự đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại website www.vda.com.vn. Hội đồng sơ tuyển và hội đồng chung khảo sẽ làm việc để lựa chọn ra những cái tên xứng đáng nhất vinh danh trong lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2022. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình trung ương và một số mạng xã hội lớn. Thực tế ghi nhận từ 4 kỳ tổ chức trước đây, giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam đã tiếp cận được hơn 10.000 cơ quan, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành, thu hút khoảng 1.000 hồ sơ tham dự, vinh danh 260 sáng kiến chuyển đổi số tiêu biểu và cơ quan, tổ chức chuyển đổi số xuất sắc.